tôn giáo nào mà chẳng dạy hiếu thảo với cha mẹ. Ngày Vu Lan báo hiếu hay là xá tội vong nhân là một sự giao thoa giữa anh em Phật giáo với tín ngưỡng truyền thống dân gian của người Việt Nam. Mục đích của ngày này là nhắc cho chúng ta tưởng nhớ những người đã qua đời. Đồng thời mục đích của ngày hôm nay cũng là giúp cho chúng ta tri ân các bậc sinh thành, những người cha, người mẹ đã sinh ra chúng ta. Vì thế mà những lễ nghi, những cử chỉ, những công việc, những thực hành trong những ngày này đều nhắc tới hai mục đích ấy. Một là tưởng nhớ những người đã quá vãng, hai là tri ân các bậc sinh thành. Tôn giáo nào mà chẳng dạy hiếu thảo với cha mẹ? Nếu ngày Vu Lan không phải là truyền thống Công giáo thì chúng ta lại có điều răn thứ 4 Chúa dạy thảo kính cha mẹ. Nếu chúng ta không có ngày Vu Lan thì ngày lễ nào chúng ta cũng cầu nguyện cho những người qua đời, và đặc biệt là ông bà, cha mẹ, tổ tiên. Ngày lễ nào chúng ta cũng tưởng nhớ đến những người đã sinh ra chúng ta. Chính vì thế ngày hôm nay dẫu không phải là một ngày lễ Công giáo nhưng cũng là ngày mà chúng ta nhớ đến các bậc tổ tiên. Tín ngưỡng dân gian Việt Nam gọi những người đã qua đời là các vong hồn. Thậm chí tháng 7 này họ còn gọi là những cô hồn. Bởi lẽ họ tin rằng những người đã chết giống như những hồn vất vưởng. Chính vì thế mà tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn quấy phá, cho nên người ta không có những cuộc làm ăn giao dịch lớn, không tổ chức đám cưới, không khánh thành nhà cửa, không làm những công việc lớn trong lĩnh vực thương mại. Chúng ta không tin như thế, bởi vì linh hồn con người bất tử, được Thiên Chúa yêu thương. Chúng ta vẫn cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời. Họ không phải là những cô hồn quấy phá chúng ta, nhưng những người đã ra đi luôn luôn vẫn hiệp thông với hiện tại. Xin Chúa cho các linh hồn được hưởng ánh sáng vinh quang vĩnh cửu. Đó là niềm tin, đó là lời cầu nguyện, và đó cũng chính là tâm tình hiệp thông của Giáo hội Công giáo chúng ta. Amen.